sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Sáng nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với tên gọi Bản hòa âm đất nước. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau màn chống khai mạc, các đại biểu những người yêu thơ Hưng Yên đã được nghe bài thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ và được thưởng thức những vần thơ hay của các nhà thơ, những sáng tác thơ mới của hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Các bài thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước, con người với nhiều cung bậc cảm xúc, cái nhìn mới lạ. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 là dịp để những nhà thơ và người yêu thơ ở Hưng Yên gặp gỡ, cùng nhau đọc ngâm thơ, thưởng thức những vần thơ hay, đặc sắc, đồng thời khơi nguồn cảm hứng thi ca cho các nhà thơ, người sáng tác thơ và công chúng yêu thơ. Nhằm vinh danh những công lao cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho nền y học Việt Nam và thế giới, mới đây, ông được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025. Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, cây đại thụ trong nền y học Việt Nam, bộ sách tiêu biểu Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh của ông gồm 28 tập, 66 quyển, đúc kết tinh hoa y học cổ truyền phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam. Tự hào là quê hương của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ luôn quyết tâm tập trung xây dựng huyện thành huyện công nghiệp trong đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, huyện đề ra các giải pháp để phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng các khu cụm công nghiệp và đô thị, xây dựng thành huyện nông thôn mới nâng cao, quan tâm tới an sinh xã hội. Kết quả năm 2023, tổng thu ngân sách của huyện đạt 3.800 tỷ đồng, thành lập thêm 5 cụm công nghiệp mới, có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 113 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,75%. Tối qua, tại rạp Phú Hiến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khởi chiếu bộ phim Hồng Hà Nữ Sĩ. Đây là bộ phim về đề tài lịch sử được Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sản xuất trong 2 năm 2022-2023. Kịch bản phim do nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, người con của quê hương Hưng Yên xây dựng. Bộ phim Hồng Hà Nữ Sĩ có thể lượng 102 phút kể về cuộc đời của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, người làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, xứ Kinh Bắc xưa, nay thuộc thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Bà là một người con gái tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc đời có những thăng trầm, biến cố, hé lộ những thối nát của tầng lớp quan tham cầm quyền và sự nhiễu loạn ở phủ chúa thời vua Lê, chúa Trịnh. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm cũng là tác giả của những áng văn thơ tuyệt tác, đặc biệt bà là người đã dịch tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn từ chữ Hán ra chữ Nôm. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm mất ở tuổi 43, nhưng đã kịp để lại cho hậu thế nhiều di sản văn chương vô giá. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư phát triển của các doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp nhà nước phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao là quản lý vốn, tài sản của nhà nước, khẩn trương triển khai có kết quả và hiệu quả đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn trọng điểm của quốc gia trong các lĩnh vực quan trọng theo chiến lược, ưu tiên tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, góp phần cao nhất bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức xác định và công bố giá xây dựng trên địa bàn. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc thực hiện các nội dung gồm công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng theo định kỳ, đảm bảo kịp thời đầy đủ phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong dịp lễ Tết, hiện tượng bán lại vé tàu hoặc giả vé tàu trên mạng xã hội có dấu hiệu tái diễn. Cụ thể, thời gian qua, trên mạng đã xuất hiện một số trang website bán vé tàu hỏa với giá đắt gấp nhiều lần so với giá vé của ngành đường sắt. Các trang này có tên miền gần giống với website của ngành đường sắt, nên một số hành khách, đặc biệt là khách nước ngoài, đã hiểu nhầm và mua vé với giá rất cao. Để tránh thiệt hại cho hành khách, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khuyến nghị hành khách đặt mua trên website chính thức của đơn vị hoặc mua vé qua tổng đài bán vé hay các ứng dụng ví điện tử.
Khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 2, khu vực nhà xưởng nằm trên đất quốc phòng tại khu vực xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bất ngờ xảy ra cháy lớn. Khu nhà xưởng xảy ra cháy rộng khoảng 700m2, chứa các vật liệu nhựa dễ cháy. Bởi vậy, khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã bùng phát và lan nhanh, bao trùm toàn bộ khu vực. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng đã cử 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Các phương án khoanh vùng dập lửa chống cháy lan đã được triển khai khẩn cấp. Ngày 23 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo nguy cơ khủng hoảng y tế lên mức nghiêm trọng, mức cao nhất trên thang gồm 4 cấp, trong bối cảnh hàng nghìn bác sĩ đồng loạt nghỉ việc để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường y nước này. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức liên quan, Thủ tướng Han Duk-soo cho biết để giảm bớt tình trạng căng thẳng ngày càng tăng đối với hệ thống y tế, chính phủ sẽ tối đa hóa việc sử dụng các cơ sở y tế công bằng cách kéo dài thời gian làm việc vào tất cả các ngày trong tuần. Cùng với đó, các cơ sở này cũng sẽ mở rộng dịch vụ tư vấn vào cuối tuần và ngày lễ. Theo Thủ tướng Han Duk-soo, chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập 4 phòng tình huống khu vực chịu trách nhiệm vận chuyển bệnh nhân cấp cứu nặng, nới lỏng các quy định liên quan tới việc thuê nhân viên y tế nhằm giúp giảm bớt khối lượng công việc mà các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện đang làm. Kể từ ngày 20 tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận hơn 8.800 bác sĩ nội trú và thực tập sinh nộp đơn thôi việc, khiến các bệnh viện đa khoa lớn phải hủy bỏ đến 50% các ca phẫu thuật và từ chối các bệnh nhân cần được cấp cứu. Việc tuyên truyền từ sớm cho người tiêu dùng về lợi ích của sử dụng xe điện là rất quan trọng, giúp nâng cao nhận thức về lợi ích môi trường, sức khỏe và gìn giữ không gian xanh. Khuyến nghị đã được các chuyên gia Malaysia đưa ra trong mục tiêu chuyển đổi sang kinh tế xanh của nước này. Malaysia có ngành công nghiệp ô tô lớn thứ 3 ở Đông Nam Á sau Indonesia và Thái Lan. Trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, phát triển xe điện đã được chọn làm động lực tăng trưởng chính ở Malaysia. Dù phương tiện tiết kiệm năng lượng, nhưng giá thành cao vẫn đang là vấn đề gây trở ngại với người tiêu dùng muốn tiếp cận xe điện. Với mục tiêu đưa Malaysia trở thành trung tâm khu vực về phương tiện tiết kiệm năng lượng, chính phủ nước này đã đưa ra nhiều giải pháp để khuyến khích nhằm thu hút đầu tư vào sản xuất, lắp ráp như miễn giảm thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, cũng như khuyến khích lắp đặt nhiều trạm sạc. Sáng 23 tháng 2 theo giờ Việt Nam, tàu đổ bộ Odyssey của một công ty tư nhân Mỹ đã đáp xuống bề mặt mặt trăng. Sự kiện này đánh dấu việc Mỹ quay trở lại vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất sau hơn nửa thế kỷ. Tàu Odyssey đã hạ cánh gần cực nam của mặt trăng vào lúc 6 giờ 23 phút sáng theo giờ Việt Nam, giảm vận tốc di chuyển từ 6.500 km/h. Công ty Intuitive Machines xác nhận họ đã liên lạc và nhận được tín hiệu từ con tàu này. Odyssey khởi động sứ mệnh IM-1 lên mặt trăng vào ngày 15 tháng 2 năm nay. Tàu xuất phát từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Canaveral, bang Florida, trên tên lửa đẩy Falcon 9 do công ty SpaceX phát triển. Nhiệm vụ chính của Odyssey trên bề mặt của mặt trăng là khảo sát môi trường, các tài nguyên và nguy cơ tiềm ẩn để chuẩn bị cho sứ mệnh đưa người lên mặt trăng. Việc tàu Odyssey đáp xuống mặt trăng đánh dấu lần đầu tiên một tàu vũ trụ Mỹ hạ cánh có kiểm soát xuống mặt trăng kể từ sau sứ mệnh Apollo 17 năm 1972. Hai thợ mộc khuyết tật ở miền Tây nước Pháp đã cùng nhau tạo nên một bản sao tháp Eiffel cao 16m từ những thành gỗ bị bỏ đi. Thông qua tác phẩm này, hai tác giả muốn chứng minh rằng nỗ lực của người khuyết tật làm nên những điều tuyệt vời và hy vọng bản sao này sẽ được trưng bày dọc theo con đường rước đuốc Olympic mùa hè 2024. Anh Frederic Mamezac, một thợ mộc 38 tuổi, đã hợp tác với anh Sylvain Bouchard, 46 tuổi, để xây dựng mô hình tháp Eiffel bằng gỗ tái chế. Mặc dù anh Mamezac là người khuyết tật, còn anh Bouchard phải ngồi xe lăn, nhưng những hạn chế về thể chất đó cũng không thể ngăn cản họ sáng tạo và cống hiến. Được lên kế hoạch và thực hiện từ tháng 9 năm 2023, hai thợ mộc người Pháp đã sử dụng khoảng 825 miếng gỗ và 5.400 chiếc ốc vít để tạo ra bản sao tháp Eiffel độc đáo này. Họ hy vọng sẽ sớm nhận được giấy phép để trưng bày tác phẩm của mình gần các địa điểm tổ chức Olympic. Theo trang web của tháp Eiffel, công trình biểu tượng nổi tiếng nhất thủ đô Paris thu hút gần 7 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó khoảng 3/4 là người nước ngoài. Lượng du khách tới Paris dự kiến sẽ tăng mạnh mùa hè này, đặc biệt vào dịp Paris đăng cai tổ chức Thế vận hội 2024. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.